Chúng con xin được hỏi thầy một câu cuối cùng ạ. Thưa thầy, con người ta khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Vậy khi trí tuệ còn yếu kém thì thức ăn nào để nuôi dưỡng nó ạ? A Di Đà Phật. Đói ăn khát uống á, trước nhất đó là một cái phản sinh học của cơ thể liên hệ đến cảm xúc và thói quen trong các văn hóa. Còn khi chúng ta đối Phật pháp ấy, thì phải biết bổ sung. Và do vậy đó, trong quá trình tu học Phật ấy, chúng ta cần phải lưu tâm điều gì và như thế nào chúng ta phải hấp thu các chất bổ tâm linh từ Phật pháp. Cần lưu ý một số điểm như sau. Một, đã lỡ tu theo bất kỳ một pháp môn nào của Trung Quốc khởi xướng hay của Nhật Bản hoặc là của Tây Tạng, chúng ta biết là các chất bổ tâm linh trong các pháp môn này là không đầy đủ. Nó giống như tình trạng có một khoảng thời gian người Việt Nam mình cường điệu siêng tâm liên trị bá bệnh, cây sống đời trị bá bệnh, cây lô hội trị bá bệnh, nước tiểu tự uống lại trị bá bệnh, rồi bây giờ đó là thực dưỡng trị bá bệnh. Không biết là sắp tới còn thêm cái gì nữa đây. Thì các pháp môn cũng như thế, không có pháp môn nào trị bá bệnh chúng sinh ngoài trừ Tứ Diệu Đế. Còn người Trung Quốc có thói quen cường điệu, bao giờ cũng nói pháp môn mình là số một ấy. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy kinh này là vua các kinh. Chúng ta tu theo thiền tông công án, chúng ta sẽ thấy là đây là pháp môn số một. Chúng ta đi theo tâm tịnh độ, chúng ta sẽ nghe nói là Phật A Di Đà là số nhất trong các đức Phật ba đời. Pháp môn nào cũng tự đề cao mình hết. Phật thì không nói như thế. Phật nói rất rõ, pháp môn con đường này đó dẫn đến giác ngộ, giải thoát. Con đường này dẫn đến hạnh phúc, phước báo. Con đường này đã dẫn đến các hậu quả khổ đau. Chúng ta phải tự lựa chọn đúng thôi. Và do vậy, khi tu theo các pháp môn khác ngoài Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy, chúng ta phải có nhu cầu bổ sung những chất liệu, chất bổ mà chúng ta đang thiếu. Cho nên không cuồng tín vào lời dạy của các thầy tu truyền bá các pháp môn, vì các thầy tu vẫn là phàm tăng. Thậm chí các vị đạo sư lập ra các pháp môn cũng là các cao tăng thôi. Cao tăng thì không thể nào bằng Phật được. Cho nên những chủ trương của họ là có giới hạn, và chất bổ họ cung cấp là không thể đủ cho vấn đề nhu cầu hạnh phúc, giải quyết khổ đau của chúng ta. Cho nên ta phải bổ sung nhiều chất bổ được dạy bởi Đức Phật. Điều hai, triết lý hay là chất bổ được Đức Phật giảng dạy trong các kinh đó, được mô tả là thiết thực hiện tại. Có nghĩa là khi thực tập lúc nào là có kết quả lúc đó, hãy lấy đó làm thước đo. Cũng giống như thuốc đó mà, trúng bệnh là hết liền, mà không trúng á, chúng ta có thể điều trị từ năm này qua tháng nọ vẫn còn nguyên, thậm chí là tăng nhiều hơn. Đặc tính thứ hai của lời Phật dạy là siêu việt thời gian, nghĩa là triết lý đó không bị lỗi thời, không bị khoa học thách đố, không bị các ngành học hiện đại bỏ qua mặt. Nghĩa là nó vẫn là sự lựa chọn của các thế hệ tương lai. Đến để mà thấy, nghĩa là mình phải nghiền ngẫm lời Phật dạy một cách có hệ thống và thấu đáo, chứ không có tin mù quáng như tín đồ các tôn giáo khác. Được người trí khen và thực tập theo, còn lời dạy của các tôn giáo khác thì được người mê tín tin nhiều. Tịnh độ tông, mật tông thì được những người khoái về cái màu nhiệm, khoái về cái câu gì được đá, đầu tư ít mà có thành quả nhiều chạy theo. Thế còn giới trí thức thì không khoái cái món này. Do đó chúng ta phải thấy là triết lý Tứ Diệu Đế được người trí với khoa học, với triết học, với xã hội học, với đạo đức học tán dương và hành trì. Và thứ năm đó là có kết quả, mục tiêu an lạc hạnh phúc ngay khi chúng ta còn sống ở kiếp này. Tức là đó là năm yếu tố được xem là chất bổ từ lời Phật dạy. Chúng ta nên lấy năm tiêu chí này làm thước đo
để đánh giá con đường tu học của mình, con đường dấn thân Phật sự của mình. Nếu mà chúng ta không đạt được những thứ này đó, thì mình nên tin rằng là ta làm chưa đúng, con đường ta theo hình như đang có vấn đề gì đó mà mình chưa nhìn ra. Cho nên hãy tư vấn các bậc thầy có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực để chúng ta vạch ra được mặt mũi của nó và vượt qua nó bằng sự khắc phục có phương pháp. Thứ ba, bản chất của đạo Phật là nhập thế, là phụng sự con người. Sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên, Đức Phật đã có một lời phát biểu rất nổi tiếng: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một con đường, không đi trùng lập nhau. Hãy đi các con đường khác nhau để truyền bá hạnh phúc, an lạc và phúc lệ cho số đông. Đức Phật nói rất rõ, cho số đông trong vô hoặc kép, chứ không nói là cho tất cả như chúng ta ngày nay đâu. Bởi vì đó, nhân duyên con người là có giới hạn. Ngài đã xác định rất rõ, mục đích của chánh pháp là truyền bá, và các tăng sĩ Phật tử đi theo Đức Phật phải trở thành các cánh tay nối dài của đạo Phật. Cho nên đó, chúng ta không tu học cho riêng mình. Các Phật tử lớn tuổi tu hộ pháp mấy chục năm như bác Thư, ở nhà phải re, biết đường đi nước bước, tu tập hết rồi tại sao phải đến chùa hàng ngày? Vì muốn làm điển mẫu cho các Phật tử trẻ noi theo. Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35 tuổi, nhưng mà sau đó cho đến tuổi 80, ngày nào Đức Phật cũng ngồi thiền. Ngồi thiền ở đây không phải là để chuyển qua khổ đau nữa, mà ngồi thiền để gương mẫu cho các đệ tử mới tu của Đức Phật bắt chước theo. Đó là tấm gương mà chúng ta không nên bỏ qua. Cho nên càng tu học Phật pháp nhiều, chúng ta càng năng động hơn, gương mẫu hơn. Cư sĩ cấp cô độc là một điển mẫu nam, cư sĩ Visakha là một điển mẫu nữ, được Đức Phật tán dương và khuyên các Phật tử bắt chước. Họ đã sống một đời Phật pháp cho đến lúc tắt hơi thở. Họ là các đại gia tỷ phú, biết chia sẻ phước báo mình cho những mảnh đời bất hạnh hơn, và thông qua sự chia sẻ đó, họ dẫn những người chưa có đồng tin trở thành đệ tử Đức Phật. Họ chẳng cần phải xuất gia, vì họ biết rất rõ sở trường của họ là tại gia và làm Phật pháp được siêng siễn dương và chói sáng. Cho nên là Phật tử mà chỉ biết tu cho một mình, thậm chí còn khích lệ những người đang làm Phật sự không nên tiếp tục làm, vì như thế là phạm nghiêm, là đang đi trái với con đường Đức Phật, đang khép đạo Phật lại, không cho mọi người tiếp cận. Và điều đó sẽ dẫn đến một hệ quả là đạo Phật sẽ dễ chết trong tương lai. Bằng ba nhận thức và hành động này, chúng ta sẽ bồi bổ được rất nhiều chất bổ tâm linh cho mình, cho người, và mang lại niềm an vui hạnh phúc cho những người hữu duyên với Đức Phật và với đạo Phật. Xin điện thoại khác. Có một cái từ vừa biết ở trong kia, nghĩa là đặc biệt có câu là thân người khó có, Phật pháp khó gặp. Thế thì xin thầy có thể chia sẻ thêm một chút câu đấy, có thể là hiểu như thế nào như là Phật. Vào thời Đức Phật đó, cũng đã có nhiều người hỏi câu hỏi tương tự. Đức Phật đã dùng các ảnh dụ sau đây để nói về cái nội dung đó. Ảnh dụ một: như con rùa mù trong gần 1.000 năm lên lên trên biển cả, may mắn vớ được một bọng cây và nương vào bọng cây đó để tấp được vào bên bờ an toàn. Ảnh dụ hai: trong các loài động vật, ngoài các loài vi trùng hay là côn trùng nhỏ nhất, thì loài thủy tộc là chiếm đại đa số. Một con cá đó có thể mang trong bụng của nó đó cả một trăm trứng, và nó sinh ra cả trăm con. Nhưng mà con người đó đẻ nhiều nhất đó, chỉ có mười mấy người thôi. Con người hiện đại chừng nào đó, phước báo chừng nào thì lại ít đẻ con, hoặc một con hoặc hai con là đủ thôi. Do đó trong thế giới động vật, con người có số lượng ít nhất. Cuối năm 2012 đó thì
hành tinh chúng ta đã đạt cái ngưỡng nhân mãn 7 tỷ người. Và theo Liên Hợp Quốc đó, nếu chúng ta không kế hoạch hóa gia đình đối với các hộ theo Hồi giáo và các hộ ở tại Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, thì đến năm 2050 đó, hành tinh chúng ta sẽ đạt cái ngưỡng 9 tỷ người hoặc hơn thế nữa. Như vậy, nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có rất hạn hữu của con người sẽ phải chia sẻ bởi quá nhiều người, cho nên con người sẽ đối diện trước một khủng hoảng về thực phẩm, nước và không khí để thở. Đừng vì thế mà nghĩ rằng là con người là mất giá trị. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật nói rất rõ rằng là con người là phước báo lớn nhất. Theo Đức Phật, con người đó có vai trò quan trọng nhất trong vũ trụ này. Nếu Thượng Đế và Thần Linh có thật, thì Thượng Đế và Thần Linh cũng đứng sau con người một cấp. Để làm được Phật, Đức Phật khẳng định chỉ với vai trò là con người thôi. Còn làm các loài khác, bao gồm động vật, Atula, chư thiên, tức là làm con người ở các hành tinh khác, cũng rất khó cơ hội, rất khó có cơ hội để làm được Phật. Bởi vì trên cái kiếp sống của hành tinh này đó, cái phước và nghiệp, hạnh phúc và khổ đau đó, nó ở mức độ trung bình. Còn ở các hành tinh khác, con người quá sướng cho nên không màng đến tu, hoặc có những nơi đó quá khổ cho nên người ta chỉ bị châu đầu vào cơm áo gạo tiền thôi. Hai thiên cực này đã làm cho người ta đánh mất cơ hội để trải nghiệm các giá trị đạo đức và tâm linh. Do đó, thân người khó được là một lời dạy buộc chúng ta phải ghi nhớ giá trị của kiếp người dầu rất ngắn ngủi, và gồm như sau. A, giá trị của con người thật đó không lệ thuộc vào thời gian người đó sống, hoặc sống thọ hoặc chết yểu, mà lệ thuộc vào cách thức người đó sống như thế nào. Sống như thế nào nó thuộc về cái chất lượng của cuộc sống, bao gồm hạnh phúc, các giá trị phụng sự cao quý cho nhân sinh. Phần lớn những người không bận tâm đến tha nhân đó thì đã không thấy được kiếp sống này là có giá trị, hoặc họ chỉ thấy một cách rất phiến diện rằng là giá trị đó chỉ dành cho họ và gia đình họ thôi. Sau khi chết không ai mang thêm một tài sản gì đi theo, cho nên các tài sản đó trở nên luống uổng, hoặc sẽ trở thành sợi dây chích chối họ và làm cho họ có thể tái sanh làm chó mèo trong gia đình đó, được con cháu nuôi để tận mắt nhìn thấy nhưng mà không hưởng được những gì mà mình đã tạo ở kiếp vừa mới kết thúc. B, xem kiếp sống này đó, chúng ta chỉ là một lữ khách, chứ đừng ngộ nhận mình là chủ nhân. Chủ nhân là mình sống hoài và giữ tất cả các sở hữu hoài. Còn là lữ khách đó, chúng ta giống như là một khách du lịch. Nay thì trọ ở khách sạn này, mai thì nghỉ ở motel khác, rồi sau đó chúng ta phải cuốn gói đi, đi hoài. Giống như hôm nay mấy thầy trò của chúng tôi được các hội Phật tử tại tiệm khắc Ba Lan, Hungary, Pháp, Đức sắp xếp vậy. Nay thì ở chùa, chỗ đặng có chùa thì ở nhà Phật tử, mai cuốn gói đi, đi đến những nơi có nhu cầu và đã được sắp xếp, và làm như thế chứ không dừng lại. Thì chúng ta cũng như vậy, mỗi một kiếp sống mấy chục năm là rất ngắn ngủi. Kiếp lữ hành này đó, đừng bị ngộ nhận là vĩnh hằng. Cho nên đó, những tài sản chúng ta có được đó, của kiếp người, hãy biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Đừng nghĩ rằng là người ta lười biếng. Có nhiều người tinh tấn, nỗ lực, chân lắm tay bùn suốt cả một kiếp người mà không dư, thậm chí là bị nợ nữa. Họ kém may mắn hơn chúng ta về phương diện trí tuệ, kiến thức, phương pháp, cho nên họ bị thất bại, mặc dầu rất siêng năng và họ đủ rất nhiều các điều kiện nhưng vẫn chưa đủ. Do đó phải biết chia sẻ phước báo, không ngủ quên chia phước báo, và biến phước báo trở thành một công cụ để làm cho cuộc đời lữ khách của chúng ta có giá trị hơn. Còn về hình ảnh Phật pháp khó nghe đó, thì chúng ta phải tin rằng như thế này. Ngày nay đó, thế kỷ 21, Internet đã làm cho cái thế giới này trở thành như là một cái ngôi làng nhỏ, một cái bàn tay nhỏ thôi. Chuyện xảy ra ở nửa vòng trái đất chỉ trong vòng vài giây sau chúng ta đã biết rồi. Do vậy đó, kiến thức chúng ta đó sẽ được tăng
tăng cường rất là nhiều so với thế hệ ông bà của chúng ta trước đây. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ai trên hành tinh này cũng biết đến đạo Phật. Ít nhất là có mấy chục ngàn trang web Phật giáo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau đã có mặt. Năm 2000 đó, thì Phật giáo Việt Nam mình chỉ có 5-6 trang web thôi. Thư viện Phật, thư viện Hoa Sen, Quảng Đức.com, Con Đường Giải Thoát, Dạy Đạo Phật Ngày Nay là những trang web đầu tiên mà nay đó, sau mười mấy năm, đã có đến rất là nhiều ngàn trang web. Ấy thế mà đến bây giờ có nhiều người còn chưa biết ở trên internet có nhiều trang web, trong đó có kinh Phật, sách Phật dạy chúng ta những con đường giải quyết khổ đau, và có nhiều người lướt mặt qua thôi cũng chẳng thèm bận tâm để đọc đến, để trải nghiệm vào. Họ vẫn tiếp tục là những người đứng ngoài cổng chùa ta. Cũng có rất nhiều người yêu quý mến đạo Phật nhưng mà không thích nghe giảng, cũng không thích đọc sách Phật, cho nên họ cũng không cảm nhận được những cái gì sâu xa của Đức Phật dạy. Đó là những cái cảnh huống mà chúng ta có thể thấy rất rõ. Đó là Phật pháp khó nghe. Khó nghe không phải vì quá khó để hiểu được, mà khó nghe là vì có nhiều người nghĩ rằng là tôi không có nhu cầu, hoặc những điều tôi biết từ triết học, từ tôn giáo, từ kinh nghiệm cá nhân mà tôi theo đó là sâu sắc hơn lời Phật, cho nên đó tôi đã tự đóng bích cửa ngõ tiếp nhận Phật pháp với mình. Đối với vấn đề đó, Đức Phật đã khẳng định có 3 điều Ngài không làm được. Thứ nhất là không thể độ hết chúng sinh thì quá nhiều. Thứ hai, không thể độ được những người không có duyên với Ngài. Không có duyên được hiểu là gì? Họ cống cao, họ mặc cảm tự ti, họ không có nhu cầu đến, họ không muốn tiếp nhận, họ không tiếp thu cái mới. Và thứ ba, không thể độ những người khi nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Lúc đó Đức Phật có thương, có muốn giúp đi nữa, Ngài cũng đành bó tay chấm cơm. Cho nên tu học Phật đó thì cần phải tu đều, tu từ nhỏ, chứ chờ đến già nhờ vào các ban hộ niệm, trong lúc mình hấp hối, rồi sau khi chết niệm 8 tiếng, rồi kéo dài thêm mấy ngày để được giảng sinh, cái đó mơ cũng không được, chứ đừng nói mà có thật. Có mơ đó thì cũng mừng hụt thôi, chứ không bao giờ có thiệt. Do vậy khi ta hiểu được Phật pháp là triết lý thiết thực hiện tại, khó được nghe, thì khi có cơ hội ráng mà nghe. Nghe cái này không bổ ở phương diện A thì cũng có lợi ích cho phương diện B. Và nghiên cứu Phật pháp không bao giờ là hết, vì Đức Phật giảng 30.000 bài kinh. Các tu sĩ như chúng tôi đi tu từ nhỏ, ngày nào cũng đọc sách Phật, và mỗi khi đọc lại chúng ta phát hiện ra những điểm mới, những điều mà trước đây đó chúng ta không để ý đến, không phát hiện ra. Do đó không bao giờ là hiểu hết được lời Phật dạy. Cho nên đó, có được thời gian nào chúng ta nên tận dụng thời gian đó. Và thầy đề nghị mỗi Phật tử đó, mỗi ngày nên dành ra 30 phút đọc sách Phật, hoặc là đọc trực tiếp kinh Phật. Các cái bộ cần đọc bao gồm kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật cho người tại gia, nghi thức làng mai đại toàn, rồi cái quyển nghi thức kinh tụng hàng ngày, rồi các cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu từ tiếng Bali sang tiếng Việt, các bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ từ chữ Hán sang tiếng Việt, các bản dịch của các bậc cao tăng như là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu và nhiều vị cao tăng khác từ chữ Hán sang tiếng Việt, rất thuận lợi cho chúng ta đọc tụng, hoặc rất thuận lợi cho chúng ta nghe trên trang web. Và bằng cách đó đó, trí tuệ mình được tăng trưởng sanh sôi nảy nở, cho nên chúng ta có thể trở thành nhà tư vấn, trở thành là hoằng pháp viên cư sĩ, trở thành bạn đồng hành với những người bạn đồng tu, trở thành người dẫn đường soi lối, trở thành người đi trước, và trở thành là người chia sẻ các giá trị hạnh phúc từ lời Phật dạy cho những người hữu duyên. Cho nên biết được thân người khó được thì đừng có phí kiếp người, biết được Phật pháp khó nghe thì hãy tận dụng nghe, đọc, học, nghiền ngẫm và tiêu hóa lời Phật dạy để cuộc đời mình ngày càng có giá trị và hạnh phúc hơn. Xin đi câu hỏi khác.